Vâng, xin chào các bạn, trở lại ở trang cái cổ xưa, nay lên mấy cái cổ bọc vàng của Pháp và của Mỹ. Mỹ thì con cơm đầu chữ nhỏ nhá, anh Đức Pháp Mỹ và giờ em lên kèm theo như thế. Trước tiên là mã số 1 sẽ là cái gì đây? Trước khi vào kênh bác thì có like xem nhiều. Vâng, bác xem nhiều, giá tốt ạ. Vâng. Mã số 1 là Ama Ba Răng, bản là kép bọc vàng Pháp xưa thật quỷ 1950. Con là mắt màu xanh rau muống nhá, size 135. Tuy nhiên một con nhăm con là size 3, tương đương 140, rất là to luôn. Vâng. Ama Ba Răng bản là kép bọc vàng Pháp xưa thật quỷ 1950. Vâng. Hàng chuẩn cao nhất nhé, bên Đan Cửu Sơn này bán toàn kính cổ đồ cổ chuẩn cao nhất ạ. Vâng. Bốc vàng sáng ánh gương đó là hàng thật, còn hàng giả nhái nó trẻ của đêm 3 4 ngày. Và đối tượng hàng giả nhái thì nó sẽ không công khai chỉ đâu, không công khai hình ảnh con người giọng nói cũng như ở đâu đấy, nguy hiểm giờ đấy mà địa chỉ nuôi nhà nuôi cơ. Ở cầu giữa có chữ Amo và hai chuyện vương biểu tượng logo hãng từ ngày sản xưa chui ven nguyên zin. Tất cả thông tin về kính em đều ghi bên dưới video kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm và giá cả rất rõ ràng, yên tâm. Bây giờ tiếp theo là đến cái càng bên phải là Amor Mandarin Francais. Amor Mandarin Francais là càng phải nhá. Cái kính này là cầu giữa và càng phải thể hiện hết. Và size 135 nhưng size 3 to tương 140 đấy, đeo cũng rất là thoải mái đấy. Và cái dạng này bác cũng về thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị rất ok. Và để trên mắt của em hơn 2 năm bán tại nhà trường Trinh thì bên em luôn đưa chính sách giá tốt, giá hợp tình hợp lý ví với phương châm giao lưu vô chính bán đôi khi thị hiếu. Giá cực kỳ mớm này, giá này là 6 triệu rưỡi gọi là 6.500k, trước là bán khoảng 669, bây giờ bán giá 6 triệu rưỡi gọi là 6.500k. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có địa chỉ cho em xem kính cổ đồ cổ xưa đồ lính Mỹ. Các bác ở tỉnh xa hết sức tâm bằng phương tiện bưu điện ô tô mà bay tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất em được gửi tiền đó. Thời gian gửi thì 1-2 ngày, chắc là 3-4 ngày. Về quy trình bán cũng cực kỳ rõ ràng và yên tâm, đó là bác nào chuyển khoản 30 ship quất vui lòng đặt cọc 100 đến 200k tùy giá trị kính. Về thời gian gửi hàng từ 1 2 đến 3 ngày. Đấy. Còn thời gian bán hàng từ sáng từ 8 giờ sáng đến 2 3 giờ, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày tuần không nghỉ nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bắt điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em đi thẩm định giá đồ cổ xưa. Bắt điện thoại trước em liên hệ bán từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu về kính cổ đồ cổ. À, đấy là cái giá trị lớn nhất của bán số đồ cổ xưa lâu năm có thể uy tín hơn 2 năm. Một địa chỉ, một số điện thoại luôn luôn gắn liền trên tường, ghi âm tường, dễ nhìn, dễ tìm, dễ thấy. Đó là cái điểm nhận biết của nơi bán kính cổ đồ cổ xưa lâu năm có thương hiệu. Kể nước ngoài thôi cũng phải thế. Kể cả mua nước ngoài, ra nước ngoài mua kính cổ đồ cổ hoặc mua quần áo hiệu cũng phải thế. Vì nhiều đối tượng ngay là bán tràn lan ra mặt diễn đàn Instagram, Twitter, rồi Facebook và rất nhiều trang khác, nhưng mà thỉnh thoảng nó mới công khai chỉ, như thế rất là rủi ro. Tiếp theo mã số 02. Mã số 2 đây là cây Benzen dáng sống châu cổ điển của Đức Quốc xác thập kỷ 1950-60, 1950-60 nhá. Meckler đấy, và Meckler Benzen đấy. Size 135, Meckler Benzen, và có lẽ size 135 nhá. Cái dòng này em đi rất nhanh, vì trong quá trình hơn 2 năm em bán kính cổ đồ cổ giới thiệu dòng này quá nhiều rồi. Cái màu kính của Đức này hay, nó hay có cái màu vàng hồng đấy, phải nói rõ luôn thế. Còn màu kính của Pháp nó hay có vàng vàng, rất mới, rất đẹp nhé, rất sắc nhé. Cầu giữa là 1/10 12k chuôi ven zin. Tất cả thông tin về kính em đều ghi bên dưới video rất là cẩn thận đấy ạ. Và tiếp theo là bên càng bên trái, cái chuôi có chữ Meckler Zegmani, thông tin thông kính thông số là rất là rõ ràng nhé, yên tâm nhé. Và tiếp theo đến càng phải là cái biểu tượng logo và cái chuôi của nó cũng có chữ Meckler Zegmani. Vâng. Đây ạ. Meck chuôi logo của hãng đấy ạ. Vâng. Đây và cái chuôi Meckler Zegmani đây nhá. Và rất rõ ràng, yên tâm, đây là mã số 02. Meckler Benzen đòn gánh, Meckler Benzen răng dáng sống châu của Đức Quốc xác thập kỷ 1950. Size 135 nhá. Vâng. Giá cái này là 8 triệu rưỡi hay gọi 8.500k nhá. Giá 8 triệu rưỡi 8.500k có là xuất sắc nhá, không có điểm trừ gì ạ. Vâng. Giá là 8 triệu rưỡi, con này rất to, rất dày. Nếu nhìn từ xa thì rất giống, hơi giống đòn cánh một chút xíu, nhưng mà là hơi khác vì dáng này nó là hơi dáng sống châu. Đấy, Meckler dáng sống châu cổ điển. 8 triệu rưỡi đang 500k. Và bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm thương hiệu như bên này, ok nhất. Đấy, ta xong rồi nhá, mã số 02. Bây giờ đi sang mã số 03. Rất là nhanh thôi, vì giờ em vì kính cổ đồ cổ em về hàng nghìn cây cho nên phải giới thiệu rất nhanh. Mã số 03 là Amo Ba Răng của Pháp xưa thập kỷ 50. Chuôi ven zin, con này chuôi đỉnh ngả vàng, ve thì còn trắng tinh. Con này mắt trà hai màu, trên đậm là cả nắng nhạt, dưới đi nhìn nó dễ. Đấy, đây là mắt Meca nhé, và trà hai màu nhé. Và cái dạng này bác mua về sau thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị rất ok.
Cầu giữa nó có chữ Amor và hai triện vương biểu tượng logo hãng từ ngày xưa Trivian Winzin nhé. Ve còn trắng tinh trắng muốt luôn nhé. Và tiếp theo càng phải là Amor. Đấy, nó có chữ Amor. Duy nhất là cầu giữa và càng phải nhé. Đấy. Rất là rõ ràng luôn. Zin hết nhé. Rồi. Chuôi ngả mà hơi ngả vàng, còn ve này còn trắng tinh trắng muốt. Đây là Amor ba răng và là cái bọc vàng pháp xưa thập kỷ 1950, hàng của pháp xưa, hàng chuẩn năm nhất. Em bán đây là lô kính cổ là Anh, Đức, Pháp, Mỹ là chuẩn năm nhất, sản xuất tại chính nước đó luôn. Còn chuẩn năm hai sản xuất tại Nhật tái bản thập kỷ 90, nghìn mình ngang của đối tượng lập lên cái trang kính mắt như Vintage, Vintage Watch rồi là mất nọ cái mất kia đấy. Năm kia kìa, cái một đối tượng nó bán kính Amor này vàng lúc 3 triệu 4 triệu. Thế cái này bọc vàng các bác biết giá bao nhiêu không? Con này là giá là 7 triệu 3, gọi là 7.300k, giá là 7 triệu 3, 7.300k. Thế giờ bọc vàng đắt hơn vàng đúc à? Các bác đặt ngay dấu hỏi ngược lại cho em. Đối tượng đấy nó thuê người bạn, thuê con cái mắt hít bán nhá. Rồi thuê đứa khác lập trang kênh khác bán, ăn theo phần trăm, ăn chia. Xong thời gian bỏ trang, bỏ kênh, rượu mới bị cũ hoặc là chuyển sang nghề khác. Rất nhiều em lại bị dính. Đấy. Và giá 7 triệu 3 nhá. Đó là mã số 03, 03 răng size 140. Tiếp và cũng mã cuối cùng là con cơn, xem là cơn ở đây. Đây là bao linh kiện nhé. Và mỗi một khi kính em gửi đi nha, sẽ gửi kèm theo cái chai nước lọ rửa kính để các bác rửa xịt cho nó sạch sẽ nhé. Và thơm tho. Đấy là hay. Đây là con cơn chữ to, chữ viết in hoa đời trung. Và cơn chữ viết in hoa hay gọi là chữ to đời trung nhé. Con này size 52, chiều ngang 13,8 nhé. Sản xuất thập kỷ 1965 đến 1975 nhé. Hàng chuẩn cao nhất của Mỹ xưa nhé. Và rất rõ ràng con là chữ viết hoa hay chữ to đời chung 12k nhé. Gầm cầu dưới là AO 12k GF nhé, chuôi ven nguyên zin nhé. Và đời chung nhé, hai càng hoa chiều 5/2 biểu tượng logo American Optical 12k GF, chuôi ven nguyên zin nhé, sáng sủa nhé. Và cơn chữ viết hoa hay gọi chữ to đời chung nhé, 12k GF nhé, đời chung nhé. Còn đời đầu của nó, chữ to đời đầu là 1/10 12k GF. Và rất là rõ ràng luôn, chuôi ven nguyên zin rất là sáng sủa đấy ạ. Hàng thật thì bọc vàng sáng gương rồi, còn hàng giả nhái những chè của đêm bao ngày. Và những đối tượng hàng giả nhái thì nó sẽ giấu nhận địa chỉ chỗ khuất cho có nhìn có tìm, rồi là inbox địa chỉ, nhắn tin địa chỉ, đặt hàng qua Zalo vứt đi hết. Đấy, xuất sắc nhé. Và con này không có điểm gì trừ cả, không có tì vết. Cây nào có điểm trừ thì em nói, cây nào không điểm trừ thì em sẽ không nói. Mọi thứ rất là rõ ràng, yên quan tâm luôn ạ. Cơn chữ viên hoa chữ to 12k đời trung thập kỷ 65-75 của Mỹ xưa, hàng chuẩn cao nhất nhé. Và có giá là 11 triệu hoặc 11.000k, giá là 11 triệu 11.000k. Vừa rồi là góc độ chia sẻ quan điểm ấy, không lấy vào đời đâu, bởi vì những cái gì đi công tác nước ngoài đúc kết ra rút ra này, và em chia sẻ lại để các bác nắm bắt không rơi vào bẫy. Tại sao em nói là nên mua trọng con trai, vì con trai có thể am hiểu tư vấn về kính cổ, đồ cổ như đồ gốm sứ, đồ đồng, âm thanh, xe đạp cổ, xe máy cổ, đúng không ạ, và nhiều đồ cổ khác nữa. Thay vì bác chọn con gái thì sau thời gian nó bị mất tăm hơi thì là mệt luôn. Đấy phải chia sẻ thật luôn. Thứ hai, thứ ba, đừng nhìn vào lượng đăng ký kênh theo dõi. Lượng đăng ký kênh theo dõi trang có thể là 10.000, 20.000 người, 30.000 người, không có điều gì đâu, bởi vì nó thuê đơn vị đưa ba quảng cáo marketing xem để lan để view, để đăng ký theo dõi cái chóng mặt xong rồi ra bị mất tăm hơi. Mà nhiều em bị dính này. Đấy, bên kênh của em YouTube của em triển khai 8 năm, kênh YouTube để triển khai 8 năm, bán tại nhà được chương trình là hơn 20 năm mà hơn 3.000 đăng ký kênh, vì bên em làm cách chia sẻ tự nhiên, cách chân tình, chân thật, chân thành và rõ ràng nhất, chia sẻ gốc rễ gan dạ vấn đề tất cả cái mặt trái xã hội như bộn là đa cấp cho hình điện thoại nhánh máy công cước, rồi bộ điện thoại mạo danh ẩn danh, rồi rất nhiều, rồi bộ rồi điện thoại lừa đảo cấp cứu con, lừa đảo cấp cứu người thân, thì em cũng chia sẻ lên luôn, không có ngại gì cả. Đấy, không ngại va chạm mọi thứ, làm sao để các bác có kinh nghiệm, có kỹ năng sống để truyền đạt lại cho anh em con cháu người nhà, không mắc bẫy vào những cái điện thoại mạo danh, không mắc bẫy vào cái điện thoại của bộ mời chào về cái sàn vàng forex, sàn vàng forex đa cấp trá hình đấy, mô hình nhị phân đấy, rồi thực phẩm chức năng đa cấp, rồi rất nhiều các mô hình khác em đều phải chia sẻ lên để các bác phòng tránh được cạm bẫy rủi ro của những đối tượng xấu răng ra bằng rất nhiều thức tin nhắn, tràn cái mã link mã độc để đánh cắp tài khoản các dữ liệu, cũng lên sóng luôn. Đấy, hôm nào em sẽ viết ra giấy hai cái số điện thoại nó mạo danh bộ công nghệ thông tin và một số điện thoại nó chuyên nhanh máy công cước, thì em sẽ viết lên để em sẽ chia sẻ một cách rõ ràng tường tận để cho tất cả các bác chơi kính của đồ cổ, những người nào theo dõi trang kênh của em nắm bắt được, không bao giờ mắc bẫy, thậm chí là truyền đạt cho những anh em con cháu, người già, người trẻ, người già trong gia đình, người thân, không bao giờ mắc phải những cái bẫy như thế đó. Bởi vì rất nhiều người già hay bị điện thoại mạo danh nạc danh, nó lừa đảo vài trăm triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu, rất nhiều người luôn. Đó, cho nên lưu ý.
Vâng, rất cảm ơn xin chào tạm biệt các bác.